Tiếp theo chúng tôi xin mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Hồng Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bảo Phúc. Bà Nguyễn Thị Hồng Quang hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bảo Phúc. Bà được vinh danh là nhà lãnh đạo tiêu biểu Việt Nam 2021, là master có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về đọc vị tâm lý, nhận dạng con người qua bộ môn nhân tướng học. Với quá trình công tác hơn 17 năm trong ngành sư phạm và hơn 8 năm nghiên cứu về não bộ, coaching tư vấn giáo dục hướng nghiệp cho hàng nghìn đứa trẻ và học sinh khai sáng tiềm năng, thấu hiểu bản thân và định hướng nghề nghiệp.